Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip mới nhất của mình. Thì hôm trước anh em mình có đi bắt cá dưới cái lỗ này mà giữa mình với anh mình thôi. Đấy, nhưng mà do cái lỗ này nó sâu và nước nó nhiều cho nên là cũng bắt không có hết. Thì hôm nay anh em mình trở lại kéo thêm 2-3 người nữa các bạn. Đấy, nhưng mà các bạn thấy là thành 4 người rồi này. Đấy, giờ đang chuẩn bị bắt tác và giờ, hôm nay là anh em mình là dùng máy bơm luôn chứ không có còn là tác như lúc trước rồi nha. Hôm trước thì anh em mình xách vượt súng thôi. Đấy, bây giờ là chơi máy luôn này. Đấy các bạn thấy không? Này cái máy này, đây hả? Rồi kêu một cá nữa này. Anh em mình hôm nay trời lớn luôn. Đấy, thanh niên này là đang đắp đất này. Đấy. Thanh niên đang đắp đất để chuẩn bị bơm này. Ui, đổ cặn vô nó rồi xem nó. Rít. Chi theo dẫn ngay cầu ấy. Xem dẫn bia dẫn nó đỡ cho chi tay chạy ủi á, đường nhỏ nó ủi á. Cái cống này. Hồi nãy quên cầm cái ấy chưa. Rồi giữ ghê chứ. Rồi, đổ lên. Rồi, máy bơm lên nổ các bạn. Không được, tăng lên nữa. Tăng mạnh nó lên. Lên chưa, lên chưa? Đúng rồi, chờ. Đang tiếp xúc ạ. Đang tiếp xúc các bạn, bơm xong rồi tát cho nó nhanh luôn. Bơm tát vô cái máy luôn đi anh. Con cua kìa. Bắt cua ăn cua không? Nhìn có vị tát nó nhanh hơn bơm các bạn. Nãy giờ bơm thấy xuống có bao nhiêu mà thanh niên này tét mới có tầm chục cái xô này thấy nước xuống thấy rõ các bạn. Này. Thanh niên này tét mày sợ nước nó văng đầy mình các bạn. Mặc đồ đẹp sợ nước văng đầy mình. Các bạn thấy tét cái gì nhẹ không? Mày tét mày bao nhiêu đậu? Đồ cái trường các bạn ơi, thấy cái trường rồi. Đúng rồi, nhiều lắm. Đường nó dịch chặt dưới. Đường nó nhảo không? Chưa mẻ thì mới có lúc đầu rồi mà. Ồ. Mẻ cái trường gì nấu lẩu. Đồ này lấy cây chọt cho con nướng rôm. Cái rô cậu nói luôn. Vậy động có cổng có cái trường to. Dạ, đứng ra láo vượt mẹ. Cái lũ khú rồi. Cái lũ khú thấy buồn khóc à. Giờ lên có kéo. Cái kéo mày đi ăn. Cá. Cá nhiều ít nó ngãi cá đủ với cái chạy cái lông. Mày giết đây không cá luôn nha. Đi đem cá luôn ha, đẹp không? Đây em giết cái cá. Cá mày giết đầu tiên có cái trô. Nửa ký luôn nha. Nửa ký rồi ạ. Cái cá lên em. Cá lên anh em ơi. Bè luôn. Mẹ buồn không à. Rồi thấy cá không? Chịu khó vậy giờ, ui cá cua có đồ cả. Cá. Mới nhét được cái mày. Mười nhét. Bơm tiếp vào trong mương, coi bơm nữa đủ. Có đây, tay mương. Trong này là nước đoan là gì đó nha. Để ngập đồ này không được á. Nhét lên thử có không? Đâu. Lẹ nữa không? Không, đợt này một viên thôi. Đủ quê đúng một viên luôn, đủ quê có một. Mấy rồi bài trong nước vô mày. Xem vô trời. Rồi nước còn nhiều quá mày bị u. Tao tay em lùi vô. Tao tay lùi vô. Bộ này chủ yếu chưa tao luôn á.
Lên cái bụi nó chạy quá. Dính cái nhỏ không à? Ủa, nhảy mới nhảy. Cái nhỏ chạy rồi. Cái bự thâu anh cái mũi nằm xuống. Ờ, ngầu quả xuống luôn. Cái ngầu nè. Ờ. Đó, kia đây. Kia đây mẹ ơi. Đó. Bao nhiêu nó lên. Một ký. Mấy nhét đây được bê lẹn nha. Nằm xuống, nằm dài xuống. Mỗi ấp đâu? Móc là ngầu chứ bắt bình thường rồi mỗi gì. Rộng thêm than này mỗi gì. Chúng tôi đâu có cháu bình thường đó rồi. Rất ấp đâu quá rồi. Chắc hay chung cũng cống nè. Học kia chơi cống không mà. Chung cũng cống này, chung vô cống là ngờ có bạn, bạn đúng không mẹ? Ừ, móc cống rồi. Đó, thông, chỉ vậy cơ. Thông, ông cống rồi à. Thông cống rồi á. Thông cầu cống nghiệt rồi đó. Bị nghiệt biết hay là nghiệt luôn rồi á, chẳng hạn. Ừ, đây giờ nó cũng mới vợ nó chửi đủ. Ừ, đây giờ tắm cũng mới cứ xì bông rồi chưa? Giờ xuống nếu mới vợ cho. Nói đen làm cái dầu nhớt đổ đầy mình. đi tiếp mấy hữu dàn thề. Nãy giờ chưa đưa lên nèo đó hả? Bắt lâm quất nửa vợ con mẹ. Đưa lên mấy ký gì chưa? Nè. Đầu đưa đây. Ủa mấy cái bụi chú. Này này cầm lên rồi bắt cái bụi ra. Để đây, để đây. Ui ui. Đầu lên coi thôi chứ là phẩm trong nó gió được nhiều ít. Cái rồ không. Đây buổi chiều mấy anh em mình bắt được ở đây nè các bạn. Đấy, năm anh em mình. Đấy, tính đây năm nhưng mà mình chỉ quay thôi, bốn anh em bắt thôi. Đấy. Đây, một cái rổ này luôn nè. Chắc cũng được đầy nhiêu ký đây. Ồ. Nè, mình mấy ai cũng như con trâu hết rồi. Đây. Mình mấy ai cũng như trâu này. Đây, đây. Rồi. Rồi, đấy. Và trước lại phẩm này được đây. Được quá, được đi. Quá trời kế luôn. Tắt nước, tắt nước. Ủa, cái quế trời kế. Cái nằm lóc lóc mà. Ôi. Nó lủi ở trong kia hết đâu. Nó lủi ra thúi mà. Từ một xô mà đổ ra búa là xô hết. Trời ơi, một miếng kế đâu.